Em về nhà đi. Về nhà đi con. Về nhà đi cô chủ. Được, tôi sẽ về nhà. Nhưng tôi sẽ không đến trường nữa. Vì tôi không muốn gặp con người này. Quân. Thì ra mọi chuyện ban đầu là như vậy. Để coi sau lần này sự tín nhiệm của mọi người dành cho thầy còn được bao nhiêu. Alo, tôi nghe. Chuyện tôi giao cho anh đã làm chưa? Cái gì? Lấy được rồi hả? Vòng vô, tôi kể cho mọi người nghe, một tin vô cùng sốc. Hoàng Oanh đã đi học lại. Thiệt chứ? Đó, đó, thấy chưa? Hồng Phi này chưa bao giờ nói dối bất kỳ ai hết. Oanh ơi, Oanh có biết là những ngày mà Oanh nghỉ học là những chuỗi ngày dài đằng đẵng đối với tất cả các bạn sinh viên trong lớp MKT8 này. Chỉ cần Oanh đi trễ một chút xíu thôi. Thì sao? Thì tôi sẽ đi ăn chay đó. Xạo quá Lê ông ơi. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Nói vậy thôi chứ tôi không biết tin gì. Nhưng mà tôi nghe là có vẻ là hơi quan trọng. Quan trọng cái gì mà quan trọng? Chuyện có quan trọng đến mức nào đi nữa cũng không có quan trọng bằng việc học nữa, hiểu không? Đó, thấy chưa? Tinh thần sinh viên là phải như vậy chứ. Xịn. Oanh, chúc mừng em đã đi học lại. Thầy nhớ những gì thầy đã hứa nha thầy. Ủa, thầy nói thầy đi mà, quay lại đây làm gì nữa? Gì đây? Ôi, trời, cái ca nhạc của nhóm Ohio đó nè. Ủa mà sao thầy biết em thích mấy cái này vậy? Thì biết mà. Nhưng mà chắc là không có đi được rồi đó. Tại vì thầy còn bận làm mấy cái hợp đồng canh chừng ai đó của ba em mà, đúng không? Thôi mà, thầy xin lỗi rồi mà. Mà nè, bây giờ em muốn thầy làm cái gì á, thầy cũng sẽ làm cho em hết. Em chịu chưa? Miễn sao á, em đi học lại. Thiệt không thầy? Thiệt. Vậy thì bây giờ thầy sẽ sáng tác một bài hát để ca ngợi về vẻ đẹp của em, được không thầy? Xem đòi hỏi khó quá vậy. Trời ơi, khó gì đâu, em thấy dễ muốn chết luôn á. Mà phải là nhạc bolero. Ok, thầy chiều em. À, thầy phải bận suy nghĩ nữa chứ hả? À, đợi thầy một xíu. Nhanh nha thầy, em... Bình thường thì hát nhạc rock á, em biết mà. Rồi vô. Này hỡi Hoàng Oanh, em đi học đi nhé, để thôi thầy buồn. Trời ơi, em sao vậy? Thầy cố lắm đó. Mà thôi, để thầy hát đúng bài này mà nhạc rốt cho em nghe nha. Thôi được rồi thầy, em không có thích đâu. Sở trường của thầy mà. Thôi vậy thôi. Này hỡi Hoàng Oanh, em đi học đi em nhé. Em nói là thôi mà thầy. Thầy đừng có hát nữa buồn. Em năn nỉ thầy luôn đó. Này hỡi Hoàng Oanh, thầy, em đi học đi thầy nhé. Em nói để nhớ. Thôi thầy. Công nhận thầy lì thiệt luôn á. Này hỡi Hoàng Oanh, thôi được rồi. Em đi học. Em đi học nha. Hứa với thầy nha. Thầy vừa lòng thầy chưa? Thầy vừa lòng rồi. Này hỡi Hoàng Oanh, em hứa rồi mà. Em đi học đi nhé, để thôi thầy buồn.
Hôm nay nhân ngày anh trở lại học, anh sẽ mời mỗi người một chai ice latte. Người đãi thì là anh, nhưng người trả tiền sẽ là thầy. Trong cuộc đời startup của Trần Hồng Phi này, chưa bao giờ tôi kinh doanh được một mánh lớn như vậy. Mấy năm nay tôi chỉ toàn buôn bán nhỏ lẻ, không ngờ tôi có ngày tôi được bán sỉ giống vậy. Thiệt là ôi, thiệt là em xin cảm ơn nhà tài trợ Kim Cương cũng như là cảm ơn tất cả mọi người ở đây. Thiệt ra ngoài kia em còn 2 thùng nước nữa này, có muốn mua luôn không? Thôi được cái vụ nữa ông ơi, khát nước không? Khát. Bây giờ nói nhiều khát lắm đúng không? Anh nói bông lan đỡ đi. Không thôi muốn nổi luôn bà nội. Mà ông nói nhiều quá, nói riết rồi người ta tưởng ông phát biểu trước hội đồng quản trị hay chân khách hàng. Ấy, thiệt ra trong kinh doanh ngoài chữ tính ra thì Trần Hồng Phi này còn có chữ tình nữa. Ai đã từng mua của Hồng Phi cái gì, kể cả cây bút chì, Hồng Phi cũng xin nhớ ơn suốt đời. Hay không, nhưng mà được cái công nhận là Phận cũng là bán hàng online, nhưng mà tôi không có cái miệng dẻo như ông này được. Quá khen. Mà sao tôi thấy ông nói chuyện với mấy người bán hàng đa cấp quá à. Ê, nói vậy là không có xịn rồi nha người đẹp. Thiệt ra bà có thể chê cái sắc dốc này của tôi không có đẹp, nhưng mà không thể nào sai sẻ cái tính chuyên nghiệp trong kinh doanh của tôi được. Thôi, tụi em nghe thầy phát biểu nè. Tối hôm nay coi như chúng ta ăn mừng. Cái gì vậy? Thầy chưa nói xong mà. Chúng ta ăn mừng cái gì? Tối nay coi như chúng ta ăn mừng chiến thắng cuộc thi vừa rồi. Còn một cái nữa, mình ăn mừng quanh trở lại học. Và còn thêm nữa, và tối hôm nay chúng ta ăn uống hết cỡ. Ăn uống hết cỡ. Ăn đi. Đồ xịn không á, ăn đi đồ xịn không nè. Đó, bà thấy đi học vui không? Chứ mà bà ở nhà hả, là tôi chắc chắn luôn là bà sẽ bù khô quéo luôn á. Tại vì tụi này không có tới thăm đâu. Vậy cũng nói được đó. Tôi sẽ không có ở nhà nữa, tôi sẽ đi học để còn chiến đấu với ông thầy nữa. Đúng rồi. Trời, mà nhân dịp em nói câu này nhá, chắc chắn là anh về nhà sẽ viết cho em một bài ăn mừng anh đã trở lại đi học. Xén. Ê, tôi nhớ ra rồi. Ông phải sáng tác một bài thầy và trò cùng chiến đấu. Thôi, bây giờ cái chuyện bài hát bỏ qua bên đi. Bây giờ ăn mừng, nói tiếp ăn mừng. Thôi thì ta hãy tưng bừng tới khuya. Ê Phi, em nói gì tới khuya vậy? Tới khuya là tăng 2, tăng 3. Rồi mình còn đi karaoke, mình còn đi nhảy nữa thầy. Đi nhảy. Lên đi mà. Lên đi mà con ơi. Lên quay tới chị luôn nè. Ôi. Có vẻ mọi người vui hơi quá sớm nhỉ. Xin lỗi vì phải cắt ngang, nhưng mà có một thông tin tôi phải nói cho mọi người biết. Đây. Cái này. Đúng. Đây là một bản hợp đồng, nhưng mà không phải là hợp đồng công việc, mà là hợp đồng với 2 người đàn ông. Trong đó có thầy Khải, và một người nữa đó chính là ba của Hoàng Oanh, ông Nguyễn. Anh làm cái gì vậy? Anh hơi bị bất ngờ vì em đó Hoàng Oanh à. Anh không nghĩ là em biết mà làm như không biết. Nhưng mà anh nghĩ tất cả mọi người ở đây cần phải biết sự thật. Anh dám? Chuyện gì? Dám chứ. Vì em anh dám làm tất cả mọi thứ. Anh. Cứ để cậu ta nói. Chuyện này không thể giấu mãi được. Sao mà giấu được? Đây chính là bản hợp đồng được ký kết với thầy Khải với ông Nguyễn, là phải cố gắng làm sao cho các chàng trai khác tránh xa khỏi cuộc đời của Hoàng Oanh. Như vậy chẳng khác nào là cướp mất cuộc tự do của Hoàng Oanh rồi. Mọi chuyện là sao? Thầy nói đi. Thầy, có thật là thầy đã ký hợp đồng đấy không? Sao thầy có thể làm như vậy được?
Các bạn đều ngạc nhiên đúng không? Một người thầy tưởng chừng như là mẫu mực, một người anh suốt ngày san sẻ và tâm tình với tất cả mọi người, hóa ra mọi thứ đều có mục đích của nó. Đúng, chuyện hợp đồng là có thật, nhưng mà tình cảm thầy dành cho tụi em bấy lâu nay cũng là có thật. Thầy ký cái hợp đồng này cơ bản là vì thầy cảm động về tình yêu của một người cha dành cho con gái của mình. Ông Nguyễn vì quá yêu thương Oanh nên ông không muốn con gái ông bị chuyện gì để chuyên tâm học hành. Và thầy thấy chuyện đó không hề có gì sai. Chuyện đó chẳng có gì sai cả. Nhưng mà tất cả mọi thứ thầy làm đều có mục đích, đúng không? Đúng. Đúng vậy. Tôi còn vì hợp đồng giảng dạy. Có. Vì miếng cơm hàng ngày. Vì đam mê với ban nhạc. Nhưng tôi chưa bao giờ gây hại với ai. Đúng. Thầy chưa gây hại với bất kỳ ai cả. Nhưng mà cái việc giam hãm tự do của người khác vì tiền, thầy đã vi phạm chuẩn mực đạo đức rồi, thầy có biết không? Anh em đi. Cho dù thầy có ký 100 bản hợp đồng đi nữa thì đối với tôi, thầy vẫn là một người thầy chuẩn mực nhất. Wow. Chuẩn mực. Oanh ơi là Oanh. Trời ơi, bữa giờ á, bà có biết là tôi mới vừa nhập cái dòng son này về, đó là son Yurika đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Trời ơi, son này nha, có 5 màu son cực kỳ thời trang và thời thượng, nói chung là xài đẹp xuất sắc luôn. Màu son là đẹp miễn bàn đã vậy nha, còn rất là mềm mịn và mướt môi nữa, không hề gây khô môi một tí nào cả. Và đặc biệt là cực kỳ lâu trôi luôn, mấy bà hả, có thể ăn thả ga thả cửa mà không hề sợ son bị trôi đi. Còn một cái nữa đó chính là giá tiền của son này kỳ là hạt dẻ, phù hợp với lại sinh viên tụi mình đó. Bây giờ không tin đúng không? Thì tôi sẽ đưa cho mỗi người một cây son, về nhà xài thử, thích về nhà kêu ba mẹ, anh chị em, cô chú bác gì đó tới ủng hộ tôi. Ok không? Vô dùng được ha, là tôi mua thêm mấy cây của bà. Không những mấy cây nha, tôi sẽ lôi cho tất cả bạn bè của tôi đúng mua rồi. Cho bà luôn, được không? Nhiều đó, có nhiều đó, có giảm giá đó. Nha, nha, nhớ nha. Tháng trước cũng vậy, tháng này cũng vậy, chưa đóng tiền học nữa. Hu, ê, sao tôi hù mà bà không có phản ứng gì hết trơn vậy? Đang buồn chuyện gia đình đây nè. Sao vậy? Tiền đóng tiền học. Tôi còn 3 triệu trong tài khoản á, nhưng mà tôi có thể cho bà mượn, nhưng mà nếu như cái khoản còn lại bà không đủ á, thì bà mượn bảo anh đi. Bà đại gia mà, mấy cái này không có lại gì hết trơn á. Thôi đi, mượn bảo anh làm gì? Bất công, ân nghĩa, đỡ nần, mệt lắm. Rồi, mọi người. Mọi người có thấy đám lĩnh không vậy? Ê, đừng có nói với tôi thiếu tiền quá xong chuyển qua khùng xong rồi đổi crush luôn nha. Im đi, để tôi làm gì? Anh Phi. Chuyện là giờ em có một con đường làm ăn, kiếm tiền rất là dễ dàng luôn. Anh có muốn hợp tác với em không? Nói thử coi. Thì bây giờ anh làm đại lý cấp 2 cho em đi, bán mỹ phẩm nè. Trời ơi, bà chọn anh Phi thiệt luôn á hả? Trời ơi.